Mừng Quốc khánh Hoa Kỳ July 4 tại Greenville, South Carolina năm nay, Hội cựu quân nhân Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam VVA tổ chức buổi picnic giản dị tại Vietnam Veterans Memorial Park của Greenville County, South Carolina. Khách mời duy nhất của họ là anh em trong Hội cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa tại địa phương. Mở đầu, trưởng ban tổ chức cho biết. We would like to get started with a prayer from our chapter chaplain. Dear Heavenly Father, we give you thanks for this wonderful day you've given us, Lord. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con được họp mặt, đồng thời cho chúng con những của ăn rất là ngon lành. Xin Cha nhận lời chúng con cầu xin. Okay, it's my name is Mike Hong. I am a vice resident for the Vietnamese Creative Community. Okay. And this Marilyn, this is like my daughter. We're so happy to come here and enjoy with your guys. So, Siri, you want to say something too? Yeah, we just want to thank you guys for inviting us to this special event. The Vietnamese communities appreciate how we can bring both our communities together to celebrate this special event, and then, you know, think about all the memoirs and everything that's happened before. And so we just wanted to say thank you, and independence is a really important factor for our community too, just as much as it is for you guys. And so I just hope you guys have a wonderful 4th of July, and thank you for having us. Well, thank you. Our gold star mom is gracing us today. Buổi picnic mừng Quốc khánh July 4 thật giản dị, nhưng thật đầm ấm trong tình gia đình của những người lính xưa đã một thời cùng góp mồ hôi, nước mắt và xương máu, cùng chia sẻ những vinh quang và tủi nhục trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do cho miền Nam trước làn sóng xâm lăng của Cộng sản phương Bắc. Buổi picnic được kết thúc với lễ Flag Retirement Ceremony để thiêu hủy những lá cờ Hoa Kỳ bị cũ rách